And electrolyte. But
the amount of the proteins present in the tear when one cries because of an irritant in the eyes is different completely from the amount of tears or lipid protein present when one cries for emotional reason. Chính vì vậy, cũng có người khóc giả. Trước mắt con người mình không biết, nhưng nếu đem giọt nước mắt đó vào phòng thí nghiệm thì người ta biết nước mắt khóc để kiếm tiền. Ai khóc thật, ai khóc giả biết ngay. Nhưng bề ngoài chúng ta thấy ai cũng khóc, cho nên mới có nghề khóc lớn. Hồi đó tôi kể câu chuyện mà cha chiến ở Mỹ, có một đám tử trận ở ngay trong nhà dòng của tôi, ở dưới chân đồi La Sen đây, tử trận. Có một nhóm năm bà người không muốn khách tới là bắt đầu khóc dưới, con đi nuôi hổ làm gì mà hổ nó nuôi con đi rồi vân vân. Đã khóc như vậy thì chủ nhà đưa phong bì, một bà mở ra thì vừa khóc ôi trời ơi đau khổ lắm này, 500 này rồi đổi lại 500 khác. Ở trong hướng đảo 500 nó rách rồi, không nên đưa. Tears are 89% water. They have three functions. First, basic or basal tears provide immediate lubrication for the eyes. Second, reflex tears come from an irritant is present or at a time of trauma to the eyes and have the protective role. And third, emotional tears are outward expression of a variety of feelings of emotion. Tear bottles were found in Egypt and in the Middle East and were quite common in the ancient Roman period. Mourners would use small glass bottles to collect tears, and then place these bottles in the tomb with the deceased. Sometimes mourners were even paid to be professional grievers, and those who cried the loudest and collected the most tears were highly respected. Award. According to the legend, the more tears, the higher the value of the lost loved one. Nghĩ là thế cũng nghe thế. This tradition reappeared during Victorian times. They added a new component by leaving the stopper off the bottle. And when the evaporation process had dried up all the tears in the bottle, the mourning period was over. Như vậy, cũng có nhiều người vợ trẻ đẩy nắp cái bình nước mắt của mình không kỹ để nó khô mau mau để tái giả sớm. Nghĩ thế cũng vui, nhưng đó là lòng đời, sự đời. Trở về với nước mắt, chúng ta thấy chúng ta không thể cầm được nước mắt và cũng đừng xấu hổ khi khóc. Nỗi đau được diễn tả bằng nước mắt, nhất là bị mất cái gì mà vĩnh viễn không tìm lại được, hoặc là khi đánh mất một phần nào của bản thân, một lướt tóc, một linh hồn trong sạch để đổi lấy sự dơ huế. Nghĩ là thấy tiếc, hay là đánh mất danh dự của chính mình, người ta cũng có thể khóc, và người Nhật sẵn sàng đổ máu ra chứ không phải nước mắt để lấy lại cái danh dự đó. Một người khóc với nỗi đau của tôi thấy bớt khổ hơn. Cho nên khi đến một tang gia, xin đừng bao giờ khuyên anh chị đừng buồn, nói đó là nói đầu môi cho. Hãy nên nói tôi cùng đến xin chia bớt nỗi buồn của anh chị cho tôi với, để tôi có lòng cảm thông và từ đó tôi hiểu được
tình trạng đau khổ của quý vị. Những người có mặt trong nỗi đau của mình, họ không cho chúng ta điều gì, không. Nhưng mình thấy được lãnh nhận. Dòng mắt, dòng nước mắt là cái gì yếu đuối nên nhiều người thường không đến hay không cho. Tôi đã kể chuyện ở dòng bến thánh giá Phú Nhuận. Cảm ơn buổi chiều Chủ nhật, mấy sơ đang xem phim Phạm Công Cúc Hoa. Nơi rồi nó cảm động vì hai đứa con Phạm Công Cúc Hoa phải đi ăn xin. Thế là mấy sơ vừa ăn vừa xem tivi lại vừa học, nhưng không muốn ai biết mình khóc, cho nên lấy cái khăn chùi chùi về rồi thì chùi miệng rồi chùi chùi. Tôi nhìn tôi thấy, tôi mới nói nhỏ với bà về trên rằng: thưa sơ, phim là người ta làm giả thì mình coi mình khóc làm gì. Bà nói thì nó tục quá, nó khổ quá, mình thấy cảm thông mình khóc. Tôi bắt cho sơ một cách không bao giờ chảy nước mắt. Bà hỏi là thiệt không đó không? Thiệt, mỗi lần nước mắt muốn chảy thì ngước lên nhìn lên là nó hết chảy. Chút nữa cái phim nó chiếu tiếp sau phần quảng cáo, tất cả các bà muốn người đến bà muốn khóc. Xong rồi hẹn nhau lời kỹ tôi không nói sao. Làm gì mà ngưng nước mắt nữa không? Ai cứ ngước lên được tôi biết mấy người nó khóc. Chứ tôi đâu có nói nó ngưng nước mắt. Tôi đếm dễ hơn. Khóc mà cũng mắc cỡ. Không nên. Khóc cũng thật khó. Không dễ khóc đâu. Nhưng khi nó chạm vào tình cảm sâu thẳm nhất của mình, mình khóc. Chúa Giêsu đã từng khóc. Chúa Giêsu vác thập giá trên đường tử nạn, người đứng xem thì nhiều, kẻ khóc được mấy người. Có lẽ không biết các tông đồ có khóc không, không biết ông Gioan có khóc không, ông Phêrô có khóc không, đêm trước ông có khóc. Chắc chắn Đức Mẹ khóc. Có thể Maria Magdala cũng khóc vì cô ta thấu hiểu hoàn cảnh của mình và tình thương bao la của Chúa. Tối hôm nay chúng ta dự lễ phát tang bà Anna. Chúng ta cảm thông với anh chị trong tang quyến. Chúng ta cầu nguyện cho người qua cố. Và hãy nhớ đến thân phận của chúng ta. Không ai thoát được. Ai cũng có lúc sẽ ra đi. Nhưng sống cuộc đời tốt đẹp như bà Anna, nhất là một chuỗi dài những năm trên giường bệnh, chắc chắn bà đã chuẩn bị, đã suy nghĩ. Cho nên không ngần ngại để nói, khi Chúa gọi bà đi bình an, thanh thoát. Nhưng bà để lại nỗi thương nhớ nơi các anh chị đồng tang quyến. Và chúng ta có mặt ở đây để cùng chia cái nỗi đau đó, để lau bớt phần nào những giọt nước mắt ở trên khóe mắt của các anh chị đó.